Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Yalum một phôi cẩm thị quái nha mình nha. Cây này có bộ rễ chân nơm này, rất là quái luôn. Phía sau có cái co này, co nu bú luôn nha. Cây này sống khỏe nha mình nha. Cái này có mã số là 474 nha. Có số đo tổng hoành ngay chỗ đây nhà vườn đo nè, là 110 nha mình nha. 110. Cây cao tính từ mặt bầu mà lên tới cái đầu thân chính này nha là 73. Đang nằm cái bầu ươm là 70 x 45 nha mình. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship nha. Cây này rất chi là quái luôn nha mình. Cây này sống khỏe rồi, nhà vườn mới cắt chi cành rồi lại cho nó gọn này, nó đang bung lên đọt mới luôn nè. Cây này rất là quái luôn nha mình nha, cái bộ rễ chân nơm này. Rất là quái luôn. Đây, em quay mặt sau này có cái co bú nè. Co bú này nó sống luôn nha mình nha. Đó. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, đèn bao già nè. Rất là khỏe luôn nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình nha. Rồi mình xem tham khảo luôn, được duyên ý thì ủng hộ nha. Đây, có cái co bú vô đây. Quá dữ luôn, siêu quái luôn nha mình nha. Cẩm thị nha. Rồi mã số 474, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship nha. Cây này tầm 2 người bê nặng nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.